Nam Kinh là thành phố lớn thứ hai của vùng Giang Nam sau Thượng Hải và là một trong những đô thị hàng đầu của Trung Quốc, có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa. Đây là khu vực chân núi phía nam của dãy Tử Kim Sơn, nơi tọa lạc một danh thắng nổi tiếng là Trung Sơn Lăng Viên, cách Lăng Minh Hiếu đời Minh không xa. Thành phố rất tự hào với những thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu là Tần Hoài Hà, Dương Tử Giang, Huyền Vũ Hồ, Tử Kim Sơn. Trong đó to lớn nhất, hùng vĩ nhất là Tử Kim Sơn với chu vi trên 30 cây số, cao tới 448 mét, được rừng xanh phủ kín, với hàng loạt danh lam có hạng như Trung Sơn Lăng, Thiên Văn Đài, Linh Cốc Tự, thậm chí Huyền Vũ Hồ cũng là một bộ phận của danh sơn này. Sở dĩ có tên là Tử Kim Sơn vì núi có loại phiến thạch khi mặt trời chiếu vào thì ánh lên màu vàng tím rất đẹp. Đây là công trình thứ hai của Lăng Viên, cách cổng vào khoảng 300 mét, gọi là cổng Bác Ái. Hai chữ Bác Ái trên cổng giữa lấy từ mẫu tự do chính Tôn Trung Sơn viết. Tôn Trung Sơn được toàn dân Trung Quốc yêu mến và thế giới kính trọng, là một trong những vĩ nhân kiệt xuất của thế kỷ 20, một ngôi sao lớn trên bầu trời chính trị phương Đông. Ông quê ở Quảng Đông, sinh năm 1866, mất năm 1925, thọ 59 tuổi. Trước khi lãnh đạo thành công của cách mạng Tân Hợi năm 1911, kết thúc chế độ vua quan Trung Hoa mấy nghìn năm lịch sử, ông đã bôn ba khắp thế giới để hoạt động chính trị, trong đó có cả Việt Nam. Tôn Trung Sơn được bầu làm lâm thời đại tổng thống ngày 29 tháng 12 năm 1911, lúc vừa 45 tuổi. Khoảng cách từ quảng trường phía cổng tới mộ thất đài 700 mét gồm một con đường lát gạch rộng rãi và mấy trăm bậc thang. Toàn bộ khu lăng tẩm gồm 20 công trình kiến trúc, nơi thấp nhất ở mức 88 mét, cao nhất là mộ thất 158 mét so với mặt biển. Trung Sơn Lăng được xây dựng tựa vào thế núi với diện tích 2.000 mẫu Trung Hoa, mỗi mẫu bằng 666 mét vuông, uy nghiêm bề thế. Toàn cục khu mộ hình cảnh chung, tức chuông báo động, để mọi người luôn nhớ lời ông: cách mạng chưa thành công, các đồng chí phải gắng sức. Đây là lăng môn, cửa chính đúng nghĩa của khu lăng mộ, cũng bằng đá hoa cương như cửa Bác Ái. Bốn chữ Thiên Hạ Vi Công là bút tích của Tôn Trung Sơn, biểu hiện khí phách và lý tưởng trọn đời vì nước của ông. Tôn Văn là một trong những lãnh tụ cách mạng Trung Quốc đầu tiên biết ngoại ngữ, là người đi nhiều nước nhất. 2/3 cuộc đời ông sống ở nước ngoài. 14 tuổi đã sang Hawaii học tập và lập nghiệp. Đây là đình bia ở mặt bằng phía trên của lăng môn. Các dòng chữ vàng trên bia đá hoa cương là: Quốc dân đảng Trung Quốc an táng Tôn Trung Sơn tiên sinh tại đây ngày 1 tháng 6 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 18. Từ quảng trường đến tế đường có 10 quãng thềm đá với tất cả 392 bậc. Xin trích một đoạn văn miêu tả phong cảnh ở đây như sau. Từ trên cao nhìn về hướng nam, núi non chập trùng tận chân trời. Nước sông Tần Hoài rào rạt như mây hoàng hôn, cảnh vật muôn trùng thu vào tầm mắt, lòng ngưỡng mộ tôn kính man mác khôn nguôi. Tòa kiến trúc này là tế đường, công trình chủ thể của Trung Sơn Lăng. Phía trên cửa ngoài có ba cặp chữ là dân tộc, dân quyền và dân sinh. Tác phẩm kiến trúc này là sự hòa hợp nghệ thuật Trung Hoa và phương Tây. Khu mộ thất, một kiến trúc khép kín theo dáng bán cầu. Linh cữu được đặt trong quách đá hoa cương. Bên trên là bức tượng nằm bằng đá trắng đại lý. Mộ thất uy nghiêm, linh thiêng, tĩnh lặng, liên tục đón khách thập phương thành kính tới viếng. Lịch sử Trung Hoa mấy nghìn năm có khá nhiều người đứng đầu nhà nước là những vĩ nhân. Số được kính trọng thì nhiều,
nhưng được cả kính trọng và yêu quý thì không khó bao nhiêu. Sở dĩ Tôn Trung Sơn được kính yêu vì ông là người nhân từ, hết lòng vì nước, không gận chút cá nhân, sẵn sàng bỏ cả danh vị Tổng thống vì nghĩa lớn. Có thể nói, tình cảm của con người Trung Hoa đối với ông không hề nhất thời, nó đã được thử thách và trở thành vĩnh cửu. Xin trích một số hình ảnh phim tư liệu của Trung Quốc để nói lên tấm lòng của hậu thế đối với ông. Khu vực này được gọi là Trung Sơn Thành, một công trình hao tốn tới 100 triệu nhân dân tệ với tổng diện tích 300 mẫu Trung Hoa do chính quyền thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông và Đài truyền hình Trung ương xây dựng để làm căn cứ địa điện ảnh cho bộ phim truyện Tôn Trung Sơn. Đây là một phim trường quy mô và cũng là một thánh địa du lịch để du khách các nơi có thể tìm hiểu, thu thập các tài liệu về vị lãnh tụ được mệnh danh là quốc phụ của cách mạng Trung Quốc. Các công trình này có kích thước bằng 3/5 công trình thật, là những cảnh quan từ châu Âu, châu Á tới châu Mỹ, nơi Tôn Trung Sơn từng có mặt. Khu này là vùng lĩnh Nam của Trung Quốc. Còn đây là khu cảnh quan Nhật Bản, khu lớn nhất của Trung Sơn Thành, gồm một con đường, 3 ngõ hẻm, 38 đơn thể kiến trúc trên một diện tích hơn 60 mẫu Trung Hoa, với diện tích xây dựng trên 100.000 m2, bao gồm nhà dân, thương điếm và nhiều công trình thiết bị khác, thể hiện quang cảnh phố xá Nhật Bản cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Hiện nay, ngay cả trên đất Nhật Bản cũng khó lòng tìm ra những cảnh trí điển hình và tập trung như thế này để quay phim. Hầu hết các trường cảnh về Tôn Trung Sơn ở Nhật đều được thực hiện tại đây. Đây là khu tòa công sứ của chính phủ Thanh Triều hồi đầu thế kỷ 20 tại London. Tòa đại biệt thự này chiếm 120 mẫu trong khu lâm viên Trung Sơn, là dinh của Chủ tịch Chính phủ Quốc dân. Từ năm 1947, trở thành biệt thự của vợ chồng Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh, nên gọi là Mỹ Linh Cung. Đây là Tống Mỹ Linh, ba chị em nhà họ Tống, vợ chồng Tưởng Giới Thạch. Thật khó có gia đình nào có thế lực hơn nhà họ Tống. Có ba con rể thì hai là tổng thống, một là tổng trưởng tài chính. Con út cũng là một nhân vật quan trọng trong chính phủ. Riêng Tống Khánh Linh sau này là phó chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có một di tích lịch sử văn hóa hàng đầu của đất nước, một cảnh quan du lịch trọng điểm của tỉnh Giang Tô trên đường Trường Giang ở Nam Kinh, với các tên gọi Húc Viên, Dinh Tổng thống hoặc Thiên Vương Phủ, có thể cung cấp cho bạn hình ảnh thu nhỏ của lịch sử Trung Hoa thời cận hiện đại và nghệ thuật vườn cảnh siêu đẳng từ thời nhà Minh tới nay. Trong quần thể kiến trúc quy mô đồ sộ được gọi là đại viện này, có Minh Thanh Vương Phủ Quan Nha, tức phủ cai trị địa phương của các triều Minh Thanh, có Thiên Vương Phủ Thái Bình Thiên Quốc, có phủ Tổng thống và trụ sở Chính phủ Quốc dân Trung Hoa. Những công trình này chiếm một phần diện tích của Húc Viên, tức Hoa Viên của Minh Hán Vương Chu Cao Húc đời Minh. Húc Viên. Công viên này chiếm 27 mẫu trên tổng diện tích 74 mẫu Trung Hoa của Đại Viện, là một lâm viên cổ điển mang bản sắc Giang Nam, được đánh giá là muôn vẻ mỹ lệ. Chúng tôi đã từng thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của dự viên ở Thượng Hải, Thạch Công Sơn ở Thái Hồ, Hổ Bào ở Hàng Châu, cùng một phong cách Giang Nam cả. Nhưng khi thả bước ung dung trên các nẻo đường Húc Viên, lòng vẫn thấy nao nao như vừa phát hiện thêm một kỳ quan mới. Dù là một lâm viên mênh mông với hàng nghìn cảnh vật phong phú, nhưng mỗi đơn thể đều có tiểu sử, lý lịch,
tư liệu, nội dung, ý nghĩa và giá trị riêng, nên không thể thiếu việc giới thiệu, thuyết trình, hướng dẫn. Trong thời Thái Bình Thiên Quốc, lâm viên này là Tây Hoa Viên của Thiên Vương Phủ. Thiên Vương Hồng Tú Toàn, Tôn Trung Sơn Tiên Sinh và các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ dân quốc đều có phòng làm việc ngay cạnh húc viên. Lúc thư thả, họ có thể dạo gót trong vườn. Phong cảnh húc viên sẽ đem lại cho người ta cơ hội thưởng thức vẻ đẹp và nảy sinh biết bao suy tưởng cao xa. Đây là bất hệ thuyền, tức thuyền không buộc, một ý tưởng độc đáo về kiến trúc bằng đá. Nhiều công trình trong lâm viên có từ thời Minh Thanh, nay không còn nữa. Húc viên xưa gồm hai khu là Đông Hoa Viên và Tây Hoa Viên, nằm ở hai bên Kim Long Điện của Thiên Vương Phủ, nay chỉ còn một là Tây Hoa Viên này. Tổng diện tích mặt nước trong hoa viên là 3,3 mẫu, nằm rải rác ở nhiều khu, tạo nên vẻ lung linh huyền ảo cho cảnh vật và sự thanh dịu cho cảm xúc của con người. 600 năm đã trôi qua, biết bao biến cố của lịch sử, những cơn binh lửa, những trận chiến ác liệt, biết bao nỗi đau và lòng oán hận, những cuộc trả thù và cả những niềm vui ngắn ngủi đã diễn ra trên mảnh đất nhỏ bé và hoa lệ này. Nơi làm việc của Tôn Trung Sơn. Đây vốn là một hoa sảnh do Tổng đốc Lưỡng Giang đời Thanh xây cất. Tòa nhà gồm các phòng làm việc, phòng nghỉ tạm của Đại Tổng thống, các phòng họp và phòng khách. Tôn Trung Sơn chỉ làm Đại Tổng thống có 46 ngày, rồi nhường lại chức vị này cho Viên Thế Khải ngay sau khi Phổ Nghi thoái vị được 3 ngày. Đó là những khoảnh khắc hệ trọng trong vòng chưa đầy 2 tháng liên quan đến vận mệnh đất nước, đặc biệt là việc nhường quyền cho một tên nham hiểm lật lọng như Viên Thế Khải. Lịch sử có những sự việc gây băn khoăn cho hậu thế, song tấm lòng trong sáng vì nước của Tôn Trung Sơn thì sáng ngời muôn thuở. Đây là Thiên Vương Phủ. Dưới bức tượng Hồng Tú Toàn là mô hình Từ Cấm Thành Nam Kinh đời Minh đã hoàn toàn bị phá hủy. Thiên Vương Phủ vốn là Hán Vương Phủ do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương sai xây cất. Triều Thanh củng cố lại thành Lưỡng Giang Tổng đốc Sở Nha Môn. Tháng 3 năm 1853, Thái Bình Thiên Quốc định đô ở Nam Kinh, thì đến tháng 5 xây cất Thiên Vương Phủ trên cơ sở Nha Môn này. Đến tháng 11, hỏa hoạn thiêu trụi hoàn toàn. Tháng 2 năm sau, năm 1854 mới xây lại. Thiên Triều Cung Điện sau mở mang có quy mô khá lớn, tường thành bốn phía dài tới 10 dặm, cao mấy trượng. Thiên Vương Phủ phân chia làm hai nhóm kiến trúc, thành ngoài và thành trong, gọi là Thái Dương Thành và Kim Long Thành. Có Kim Long Điện, Nhị Điện, Tam Điện, lại có xuyên đường khá dài nối với hậu cung. Thái Bình Thiên Quốc là một sự kiện nổi bật của lịch sử Trung Hoa. Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất kể từ đời nhà Hán, lãnh tụ lại là người theo Kitô giáo. Hồng Tú Toàn sinh năm 1812 ở Quảng Đông, nơi tiếp xúc với các nước châu Âu sớm nhất. Năm 1850, ông khởi nghĩa từ Quảng Tây dưới khẩu hiệu chống Thanh phục Minh. Ông cho phụ nữ tham gia quân đội và được quyền thi cử. Quân Thái Bình Thiên Quốc lần lượt chiếm Quảng Đông, Hồ Nam và các thành phố Nhạc Dương, Hán Dương, Vũ Xương và Hán Khẩu. Sau cùng chiếm Nam Kinh vào năm 1853, định đô ở đây gọi là Thiên Kinh. 11 năm sau, năm 1864, Tăng Quốc Phiên của Thanh Triều chiếm lại Nam Kinh, đốt trụi Thiên Triều Cung Điện, chỉ còn sót lại Kim Long Điện và Bất Hệ Thuyền ở Húc Viên. Tôn Trung Sơn đánh giá rất cao Hồng Tú Toàn và coi Thái Bình Thiên Quốc là bước chuyển tiếp dẫn tới cách mạng Tân Hợi năm 1911.
Đây là khu trưng bày tư liệu, hình ảnh và di vật những năm hoạt động cách mạng của Tôn Trung Sơn. Ông còn có tên là Tôn Giật Tiên và Tôn Văn, sinh năm 1866 tại huyện Hương Sơn, nay là thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Ông bôn ba nhiều nơi trong nước và nhiều nước trên thế giới và hiểu rằng Trung Hoa chỉ có thể tiến lên nếu trừ bỏ được chế độ phong kiến hàng nghìn năm cai trị đất nước. Năm 1911, ông lãnh đạo thành công cách mạng Tân Hợi lật đổ Thanh Triều. Sau 46 ngày cầm quyền, ông lại bôn ba hoạt động cho sự sống còn của nước Trung Hoa mới. 10 năm sau, ông mới được bầu lại làm Tổng thống. Ảnh Tôn Trung Sơn và phu nhân. Ông được phong làm Đại Nguyên Soái năm 1917. Sau cách mạng Tân Hợi, tình hình hết sức phức tạp. Quan hệ giữa các địa phương, các tập đoàn quân Việt, giữa các trường phái tư tưởng rất căng thẳng. Đất nước lại đang phải đương đầu với các thế lực bên ngoài. Đó là lúc mà cả nước hướng về Nam Kinh, hướng về trung tâm chính trị và quyền lực để chờ đợi và hy vọng. Với dãy Tử Kim Sơn hùng vĩ ngàn đời soi bóng bên dòng sông Dương Tử, Nam Kinh là một cố đô huy hoàng và thơ mộng. Với quá khứ gần 25 thế kỷ từ thời Việt Vương Câu Tiễn, đây còn là một trong rất ít đại đô thị trên thế giới có cùng tuổi đời còn lại cho tới hôm nay như một chứng nhân phong trần và nhẫn nại của lịch sử. Nó đang bước vào tương lai bằng sức mạnh của lòng khát vọng, của niềm kiêu hãnh và sự từng trải của kẻ đã nếm đủ mùi đắng cay và hạnh phúc.